Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Trà Vinh. Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh làm việc với huyện Châu Thành về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Dương Quang Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Trà Vinh trả lời phỏng vấn với phóng viên Thời sự xoay quanh những vấn đề về ảnh hưởng của ngành du lịch tỉnh do dịch Covid-19 gây ra. Và sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua ngày 27 tháng 2, ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp ông Natsume Nagato, lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Aichi, cùng đoàn các nhà doanh nghiệp Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh. Tại buổi làm việc, các nhà doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư tại tỉnh Trà Vinh ở lĩnh vực y tế và nông nghiệp và mong muốn được sự hỗ trợ từ lãnh đạo và chính quyền tỉnh Trà Vinh. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng hoan nghênh đoàn đã đến khảo sát và ký kết các biên bản hợp tác với tỉnh Trà Vinh. Đồng thời cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Natsume Nagato đã tạo điều kiện cho đoàn cán bộ lĩnh vực xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng cho rằng lĩnh vực y tế, nông nghiệp và các giải pháp nguồn nước nhiễm mặn từ các dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản là những lĩnh vực được tỉnh rất quan tâm và kêu gọi đầu tư. Qua đó sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân cũng như nhu cầu sản xuất nông sản sạch, tìm đầu ra cho thị trường nông sản tỉnh Trà Vinh, đối phó với tình hình hạn mặn xâm nhập trong tỉnh và khu vực. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng cũng mong muốn các dự án được ký kết biên bản ghi nhớ sẽ sớm triển khai và các dự án đang tìm hiểu đầu tư cũng sẽ được ký kết thực hiện trong thời gian gần nhất. Tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Natsume Nagato, lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Aichi, đại diện tập đoàn y khoa Dai Shinkai và các nhà doanh nghiệp Nhật Bản đã ký 3 biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh Trà Vinh. Đó là các dự án phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua chăm sóc răng miệng cho học sinh tiểu học ở tỉnh Trà Vinh, dự án mở phòng khám nha khoa chất lượng cao của Nhật Bản trong bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, dự án thí điểm làm các chế phẩm thúc đẩy quay một phân hữu cơ, thực hiện giai đoạn ủ trấu tại Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh. Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích, không được nợ, không được thiếu tiêu chí. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với huyện Châu Thành về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra vào chiều ngày hôm qua, ngày 27 tháng 2. Báo cáo của huyện ủy Châu Thành cho biết, đến nay huyện đã thực hiện hoàn thành 5 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, gồm tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện phấn đấu đến năm 2021 sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong 13 xã của huyện đã có 4 xã Hòa Minh, Hưng Mỹ, Hòa Thuận và Lương Hòa A đạt chuẩn nông thôn mới. Có 3 xã là Thanh Mỹ, Long Hòa và Nguyệt Quá đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã nông thôn mới. Theo kế hoạch năm 2020, sẽ xây dựng 3 xã Lương Hòa, Sông Lộc và Mỹ Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các xã còn lại cũng đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong quý 1 năm 2021. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã làm đổi mới diện mạo nông thôn. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên toàn huyện. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,06%, giảm nhiều lần so với giai đoạn 2010-2015 và thu nhập bình quân mỗi người một năm hiện nay đạt trên 43,5 triệu đồng, tăng gần 12 triệu đồng so với giai đoạn trước. Bên cạnh đó, thông qua phong trào Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới đã quy động được sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là trên các lĩnh vực xây dựng đường giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất và cải tạo cảnh quan môi trường. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp phương án thực hiện các tiêu chí chưa đạt, còn gặp khó khăn của các địa phương trong huyện về xây dựng trường học đạt chuẩn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nhà ở, nhà văn hóa và xử lý rác thải. Phát biểu tại đây, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các xã cần quan tâm dùng sức thực hiện các tiêu chí mềm thuộc trách nhiệm của địa phương, nhất là các tiêu chí về môi trường và văn hóa. Song song đó cần tập trung quan tâm thực hiện tiêu chí về tổ chức sản xuất, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của đảng bộ huyện Châu Thành trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Song, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số điểm mà huyện cần lưu ý như kết quả xây dựng nông thôn mới chưa toàn diện, nhiều xã chưa tập trung giải quyết tốt các tiêu chí về hộ nghèo, nhỏ và cảnh quan môi trường. Nhấn mạnh việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới cũng có nghĩa là có bước phát triển toàn diện về kinh tế xã hội. Do đó, để Châu Thành xây dựng thành công nông thôn mới, trong thời gian tới, đồng chí Trần Trí Dũng chỉ đạo huyện Châu Thành cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau. Trước hết là cần phải có cái chỉ đạo rà soát đánh giá kỹ lại từng tiêu chí. Ở đây không chỉ huyện mà xã, các đồng chí về cũng phải suy nghĩ và đánh giá kỹ lại. Chúng ta có cái báo cáo rồi, nhưng mà báo cáo như thế nó được chưa? Nó đúng thực chất chưa? Còn cái gì cần phải bổ sung nó để cho nó hoàn thiện? Đưa ra kỹ lại. Rồi xây dựng kế hoạch để thực hiện nó. Và trong kế hoạch đó phải phân công cho được ai làm gì. Và để kiểm điểm rõ trách nhiệm. Huyện cũng vậy mà xã về các đồng chí cũng vậy, bàn bạc kỹ lại. Cái thứ hai là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tôi cũng nói nhiều đó, là liệu cơm gấp mắm, nó nôm na này. Trong điều kiện của chúng ta còn khó khăn, vậy thì phải xây dựng như thế nào? Vừa đạt được tiêu chí, vừa cái túi tiền của chúng ta. Là cái gì sơ quá, cố gắng tích cực kêu gọi, có cơ chế chính sách để kêu gọi. Y tế, giáo dục, văn hóa hay gì đó. Thể thao, tất cả các thứ này. Thì làm được chúng ta cố gắng kêu gọi. Cái gì mà dân làm được để cho dân làm. Động viên dân làm. Tại vấn đề xây dựng cơ bản này thì chúng tôi hứa với các đồng chí là cái gì mà trách nhiệm của tỉnh nha. Tỉnh sẽ bảo đảm các đồng chí đúng lộ trình, thậm chí vượt trước thời gian. Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng cũng đề nghị huyện và các xã cố gắng tập trung thực hiện phần việc của mình. Trong đó cần có giải pháp để giải quyết các tiêu chí về môi trường, tổ chức sản xuất, nhà ở, hộ nghèo. Trong đó, để giảm tỷ lệ hộ nghèo, các địa phương cần đánh giá kỹ lại từng đối tượng nghèo để có giải pháp xóa nghèo phù hợp, như hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm để tạo ra thu nhập. Còn nói với tiêu chí tổ chức sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm hỗ trợ để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và đúng thực chất. Riêng đối với vấn đề cảnh quan môi trường phải quyết liệt, mạnh dạn trong cách làm để tạo bộ mặt nông thôn thật sự mới. Để thực hiện được các vấn đề trên, đồng chí Trần Trí Dũng lưu ý. Các đồng chí phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. Tuyên truyền đúng và tuyên truyền cho thật trúng. Đúng là đúng nội dung, trúng là trúng đối tượng. Gắn với vấn đề nêu gương của cán bộ, các cấp. Dứt khoát cán bộ ở nơi đó, có hợp tác xã, cán bộ làm ruộng, dứt khoát phải vô các xã. Vậy mới là nêu gương. Làm sao cho dân hiểu trình độ dân trí mình nó thế nào, con người đó thế nào, yêu cầu đó cái gì, họ khó khăn gì, tuyên truyền cho đúng cho trúng. Thì người ta hiểu, mình làm thấy người ta tin, mọi việc sẽ xong. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Châu Thành trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần làm rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân làm tốt, có nhiều cái mới, sáng tạo, đồng thời có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cá nhân làm chưa tốt, những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí Trần Trí Dũng yêu cầu việc xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích, không được nợ, không được thiếu tiêu chí. Hôm qua ngày 27 tháng 2, chi bộ cơ quan tỉnh đoàn tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Trà Vinh chọn tổ chức đại hội điểm dành cho chi bộ cơ sở, khối các cơ quan, đơn vị ngành tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các phong trào hành động cách mạng được đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện hiệu quả. Nhất là các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp và lập nghiệp. Trong 5 năm qua đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí trên 70.000 lượt người, xây mới gần 600 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 31 tỷ đồng. Cùng với đó làm mới được gần 100 km đường giao thông và 93 cầu nông thôn
ở các địa phương, khu vực vùng sâu, vùng xa. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Bồi, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề nghị chi bộ cơ quan tỉnh đoàn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, trở thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ ở chi bộ cơ quan. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng và thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đó là chi bộ sẽ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ cơ quan tỉnh đoàn. Đồng chí Trần Trí Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ cơ quan tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng Tư vấn Dân chủ, Pháp luật và Dân tộc Tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong hoạt động tư vấn tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh những nội dung liên quan đến các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo. Nổi bật là các thành viên trong Hội đồng Tư vấn đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với các dự thảo văn bản của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh về các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cũng như các hoạt động xây dựng chính quyền, chính sách pháp luật, giám sát, phản biện xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giúp giải quyết kịp thời những vấn đề cần quan tâm trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đề nghị thành viên các hội đồng tư vấn tiếp tục tăng cường bám sát thực tế, nắm bắt tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp kiến nghị với các cấp các ngành nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện những chính sách liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, công tác dân tộc tôn giáo, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành để đóng góp lần 6 dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thiên Hoàng, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiểu ban văn kiện thông qua nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện Cầu Kè nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Tuy nhiên, để giúp cho dự thảo báo cáo chính trị hoàn chỉnh hơn, các đại biểu cũng đã đóng góp một số ý kiến trên tinh thần xây dựng, như trong báo cáo cần thống nhất số liệu minh chứng cho những kết quả đạt được, chỉnh sửa câu từ bố cục cho logic, tiêu đề cần phải thống nhất theo hướng dẫn của trên. Về nguyên nhân hạn chế, cần nêu lên mặt hạn chế của Ban chấp hành huyện đảng bộ và bổ sung thêm một bài học kinh nghiệm đối với Ban thường vụ huyện ủy đã mạnh dạn kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc sai phạm, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tổ chức đảng viên tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cần đưa vào những giải pháp khả thi trong chỉ đạo hoạt động hợp tác xã, quy hoạch mạng lưới thủy lợi phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất có hiệu quả. Ngoài ra, đại biểu cũng đóng góp trong nhiệm kỳ tới cần nêu lên được vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chấp hành huyện ủy, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Hoàng, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè, đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện và các tổ bộ phận có liên quan, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị cần chủ động tiếp thu, nghiên cứu để có sự điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung phù hợp để sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang vừa tổ chức sơ kết công tác tháng 2, chỉ đạo tập trung công tác tháng 3 năm 2020.
Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác tháng 3, ông Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ tịch UBND huyện, chỉ đạo phòng nông nghiệp, chính quyền địa phương rà soát diện tích sản xuất lúa đông xuân bị khô hạn phèn mặn, bởi những tháng tới, tình hình hạn mặn sẽ còn diễn biến gay gắt hơn, nên phải thường xuyên quan trắc, theo dõi độ mặn trên các tuyến sông, kênh thủy lợi để bơm tát dự trữ nước kịp thời khi có điều kiện. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải hết sức quan tâm đến công tác thủy lợi nội đồng, như nạo vét các tuyến kênh, xử lý lục bình khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Trạm thú y tăng cường hỗ trợ vaccine, kết hợp các địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm và cấp sổ theo dõi cho chăn nuôi. Về chống dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cầu Ngang chỉ đạo tất cả các điểm trường tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh trước, trong, ngoài lớp học, đồ dùng dạy học, nhà vệ sinh. Tiến hành lắp đặt, bố trí đầy đủ lavabo, xà phòng, khăn lau tay thuận tiện cho học sinh, thực hiện rửa tay theo 6 bước của Bộ Y tế. Ban chỉ đạo huyện đề nghị ban giám hiệu các trường phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phương pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 như giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn và nước sạch với xà phòng, che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang đúng cách. Dự kiến khi học sinh trở lại trường, tiến hành giám sát tình trạng sức khỏe học sinh khi đến lớp và quản lý học sinh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nguồn tin cho biết dịch COVID-19 đã gây thiệt hại rất lớn đến nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Riêng ngành du lịch đã bị thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Trước bối cảnh đó, ngành du lịch tỉnh Trà Vinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch COVID-19 gây ra. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, ông Dương Quảng Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Trà Vinh, có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên thời sự. Thưa ông, trong những năm gần đây cùng với cả nước thì tỉnh Trà Vinh rất quan tâm đến phát triển du lịch để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Như vậy thì mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Trà Vinh trong năm nay sẽ ra sao thưa ông? Sau khi tỉnh ủy ban hành kế hoạch 48 để thực hiện cái nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì các cấp các ngành trong tỉnh rất quan tâm đến việc đầu tư cũng như phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh nhà. Thì phát huy cái lợi thế và nền tảng sẵn có của năm 2017-2018, thì trong năm 2019 thì lượng khách du lịch đến Trà Vinh tiếp tục tăng, đã vượt qua được ngưỡng cửa 1 triệu người và tăng tương ứng 30,02% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu cũng tăng lên 358 tỷ, thì tương ứng với 31% của năm 2019. Thì kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các cái đầu tư điểm đến du lịch cũng như tăng cường các cái công tác quảng bá du lịch ở các sự kiện trong và ngoài nước, đồng thời là tranh thủ kết nối các tuyến tour, phấn đấu là đón từ 1,2 triệu trở lên du khách đến Trà Vinh trong năm 2020 và doanh thu tăng lên từ 400 tỷ trở lên. Thì để đạt được cái mục tiêu đặt ra của 2019 thì ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường các cái hoạt động khảo sát đánh giá các cái tiềm năng ở các cái cồn ven sông ven biển. Theo định hướng của tỉnh ủy thì trước mắt là hướng dẫn nhân dân làm nhà làm vườn trồng cây, tạo những cảnh quan tốt để chúng ta tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng ở các địa phương trên các cái cồn ven sông ven biển. Cái thứ hai đó thì phối hợp với các sở ngành đánh giá lại các cái dự án kêu gọi đầu tư, trong đó thì tập trung hoàn thiện cái dự án của tập đoàn FLC đầu tư cái khu du lịch thương mại và vui chơi giải trí gần cái tiệm cảng Ao Bà Ôm. Cái thứ hai thì hoàn thiện cái dự án du lịch tham quan biển gắn với nghỉ dưỡng ở biển Ba Động, Trường Long Hòa và một số cái điểm du lịch trong cái kết nối tâm linh văn hóa của Cầu Kè với Trà Cú. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện sản phẩm ở trên cái khu du lịch cộng đồng của Cồn Chim ở Hòa Minh Châu Thành. Bên cạnh đó thì sẽ kết nối với hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội trong cái ký kết phát triển du lịch giữa lãnh đạo tỉnh ủy với lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Thì bằng nhiều giải pháp như thế thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra cho năm 2020. Vâng, và trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp thì đã ảnh hưởng như thế nào đến ngành du lịch của tỉnh nhà thưa ông?
Thì phải nói rằng là dịch bệnh Covid-19 thì ảnh hưởng rất là lớn đến ngành du lịch của cả nước nói chung và Trà Vinh nói riêng. Riêng trong tháng 2 năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh là lượng du khách là giảm 34,7% và lượng doanh thu đó là giảm 27,71% so với cùng kỳ, thì cho thấy đây là một cái biểu hiện rất là ảnh hưởng từ dịch bệnh. Bên cạnh đó thì các cái công ty lữ hành hiện nay mà có nhiều cái tuyến tour đưa khách về Trà Vinh thì hầu hết là trong tháng 2 họ hủy tuyến và sẽ có kết nối trở lại trong tương lai nếu như khi dịch bệnh được công bố là sẽ ổn định. Thưa ông, thì trước tình hình đó thì ông có thể cho biết thêm là tỉnh ta sẽ có những giải pháp gì để ngành du lịch được phát triển ổn định, đạt được mục tiêu trong năm nay? Trước tiên đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là ngành y tế, để nắm chặt tình hình và diễn biến của tình hình dịch bệnh, thông báo đến du khách cũng như nhân dân an tâm và có độ chính xác về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến cái ngành du lịch. Cái thứ hai đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ đánh giá lại cái tình hình ảnh hưởng thực tế qua cái dịch bệnh đến với ngành du lịch của tỉnh nhà. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đề xuất với Ủy ban dân tỉnh cần có những cái giải pháp đề nghị Trung ương để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp lữ hành về các cái chính sách để ổn định du lịch trong thời gian tới, nhất là những chính sách kích cầu hoặc là chính sách thuế để làm sao là giúp cho các công ty doanh nghiệp lữ hành có cái khắc phục những cái hậu quả trong thời gian qua. Cái thứ ba đó thì chúng tôi sẽ tiến hành, dự kiến cũng trong tuần tới sẽ họp mặt tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư kinh doanh lĩnh vực du lịch để định hướng có những cái giải pháp kích cầu thiết thực và tích cực để chúng ta đón khách quốc tế đến Trà Vinh sau khi công bố hết dịch, đồng thời khai thác có hiệu quả và lợi thế tốt nhất khách nội địa trong nước để đến với Trà Vinh trong thời gian tới. Cái thứ tư đó là chúng tôi tiếp tục quan tâm để làm sao là kết nối với các tỉnh thành trong khu vực, nhất là 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh để đưa cái ngành du lịch của chúng ta phục hồi sau dịch bệnh được ổn định. Thưa ông, còn riêng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì chúng ta sẽ làm gì để cho khách du lịch yên tâm khi đến Trà Vinh? Thì theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh thì trong thời gian qua với nhiều biện pháp và hành động quyết liệt của các cấp các ngành trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì tính tới thời điểm này trên địa bàn tỉnh thì chưa có ca nào nhiễm bệnh hoặc là cách ly do bệnh COVID-19 gây ra. Cái thứ hai đó thì chúng tôi cũng đã và phối hợp với các ngành tư vấn hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, các cái điểm đến có nhiều cái biện pháp để khuyến khích khách du lịch đến ở các nơi này tự phòng chống và có cái độ an toàn phục vụ cho du khách khi đến với Trà Vinh. Cái thứ ba đó thì trong một cái điều kiện môi trường, nhất là trên địa bàn tỉnh thì nằm chung hòa quyện với cả đồng bằng sông Cửu Long đó, thì thời tiết lúc này nó cũng nóng ấm và không khí trong lành rồi thông thoáng. Cái điều kiện này là kiểm soát bệnh dịch bệnh nó là một cách rất là có hiệu quả. Du khách thì cũng đã đến với Trà Vinh cũng mặc dù có giảm nhưng mà cũng đến đều. So với một số tỉnh thì cái mức độ giảm của mình thì nó cũng nằm trong cái giới hạn cho phép. Có nhiều nơi thì lượng du khách đến giảm trên dưới 50%, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Thì đối với Trà Vinh thì bình quân những cái tuần trước đây đó thì du khách đến trên dưới là 11.000 lượt. Thì trong tháng 2 thì còn khoảng 8.000 đến 9.000. Thì cho thấy là người ta cũng chọn Trà Vinh là một cái điểm đến an toàn. Thì cũng nhân dịp này thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng thông tin đến các du khách cũng như với các cái công ty lữ hành
Trà Vinh là kiểm soát bệnh dịch trong thời gian qua rất là tốt, và cũng có thể khẳng định là Trà Vinh là một điểm đến an toàn và thân thiện để du khách chọn đến trong thời gian sớm nhất khi mà dịch bệnh ổn định. Chúng tôi cũng cam kết với du khách sẽ chuẩn bị tốt mọi điều kiện và sẵn sàng đón với du khách đến với Trà Vinh và trải nghiệm du lịch tại Trà Vinh. Vâng, xin cảm ơn ông Dương Hoàng Sung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.